Thì em Vũ chào tất cả anh chị em mình yêu thích cây mai giáo thủy. Thì đây là cái video thứ hai của ngày hôm nay. Thì tiếp tục là bắt đầu từ cây số 11, số 10 ha. Thì lúc sáng này em lên là từ cây số 1 tới cây số 9 thì mình cũng bán được hai cây. Thì nay cũng thông báo là cho anh em mình là yêu thích cây mai giáo thủy thì khi mình chốt á, thì trong quá trình chốt thì ai điện chốt trước thì em sẽ bán cho người đó trước. Tại vì trong cái phần bình luận mình cũng có báo giá rồi, nhưng mà số anh em mình không có coi á, cho nên là có khi cũng điện hỏi giá em. Thì em thông báo là khi mà mình điện hỏi giá, người ta nói là cảm ơn, tức là cũng như là chưa chốt. Khi nào anh em mình chốt thì phải có tin nhắn xác nhận hay là số điện thoại địa chỉ thì em ok mới được ha. Tại vì có khi là hai cây mà cùng một người thích ha. Thì cái lô này thì có những cái cây mà nó mắc hơn và có những cây rẻ hơn, thì anh chị em mình, tại vì vườn em rất là nhiều thì mình có lên cây đẹp cây xấu ha. Thì anh em nào mà mua thì cứ lựa tiền nào của nấy, và em sẽ đánh giá vào cái tiêu chí là tuổi rồi nét đẹp dựa vào cái tay nghề. Còn vấn đề còn lại thì cũng chưa chắc gì đúng nha anh chị em mình, thì mình giao phải giao đúng cây ha, có cái mã số đó cho anh em. Cây nào ế là thì mình tiếp tục mình vô chậu mình nuôi như vậy nè. Thì thường ấy, thì vô chậu coi nó đẹp, nó lắp bầu lắp đế lại coi nó đẹp lắm bà con mình, thấy không đó. Cho nên là nhưng mà như vậy thì nó không có xấu đâu, nhưng mà lên như vậy thì anh chị em mình dễ lựa hơn so với cái cây nằm chậu ha. Ở trong chậu thì nó tùm lum mà bà con mình đó. Để em nói chừng phút ha, đây là như gì nè, tùm lum thì anh em mình không thể nào mà lựa được nha. Đó, cho nên là bây giờ ngay lúc này thì mình vệ sinh đồ này kia rồi mình cho anh chị em mình lựa ha. Cái phần mà giá thì em sẽ để trong cái phần bình luận, và anh chị em mình mua từ hai cây tới lên là em sẽ giảm được 100.000 cây, tức là hai cây là được giảm 200, ba cây là được giảm 300.000 nha anh chị em mình ha. Cứ mua 5 cây là được giảm 500.000, coi như đó là tiền phí ship ha. Mình mua càng nhiều đó càng giảm nha. Ví dụ mua 10 cây thì giảm được 1 triệu ha. Đây là em báo giá lẻ từng cây cho bà con mình, ship đi thùng đồ đàng hoàng ha. Cái cây đầu tiên là cây số 10 anh chị em mình. Đây cây số 10 nè đó, thì sẵn đây vô cộng dây luôn đó cho bà con mình. Đây số 10 ha, đó là lá trung nha. Rồi số 10 12, nãy em ghi số 10, số 10 tới số 12 không có số 11 nha. Cái này cho ghi á, đây nhiều khi đang ghi bà con mình thấy không, khi mà vô chậu là vô cái gì là rất là đẹp nha. Số 12 này nó to hơn số 10 nữa nè, to lắm. Cái tay em bóp nè, thì em cũng xin lỗi cho bà con mình đó là em không có đo hoành được. Anh em mình coi tên video thì thông cảm giùm em, do cái số nhiều á, mình lên từ cây số 10 đến cây số 29 nè, nó khoảng 20 cây nè, nhưng không có đo hoành từ từ được ha. Đây mặt hậu nè, số 12 này đẹp nha. Số 12 này đẹp, thì cây nào ế em Vũ sẽ để lại nuôi ha. Nó mình sẽ đưa qua cho bà con mình việc giá cả thì mình sẽ để trong em kêu sát giá lắm rồi nha bà con mình ha. Mình mua một cây hai cây gì đó là ít khi nào mình thỏa thuận giá lắm, người ta thỏa thuận giá nhưng mình không có, mình dạng như mình kêu sát giá. Số 13 mình sẽ quay mặt tiền mặt hậu, tại vì ở xa anh chị em mình chịu khó từ từ coi ha. Mình quay nhanh quá cái số anh em mình ở sau ấy, người ta tại vì cây bỏ ra trung bình khoảng 1 triệu cây á, nó số tiền nó cũng tương đối khá nha. Và những cái cây này em Vũ trồng 3-4 lần dưới đất á, bứng lên trồng xuống, cho nên là như cái sai như gì nhiều khi có cái cây bự cây nhỏ và nó rất là già cây nha, cắt đồ đinh luôn anh em mình thấy không. Nó về thì anh em mình ví dụ đối với cây 13 thì
mình cắt này làm chân cảnh này làm ngọn nha. Số 13 nè. Đó. Số 14. Đây. Số 14 nha. Già lắm. Tại vì cũng như mình chặn gì là đây mặt hậu nè. Cũng như vô cái chậu cho bà con mình á. Đó. Cái chân cành như gì á. Ở khi mà ở dưới đất á nhìn rất là đẹp. Hơi khó tìm nhưng mà ở dưới đất nhìn rất là đẹp ha. Cây số 14 nè. Này nuôi lên là rất là tuyệt vời. Cây số 15. Đây. 15 nha. Mặt hậu. À. Cây số 16 đây. Em bứng cái lô này á, thì hình như là khoảng 1-2 tháng gì đó, do công việc cái chậu nó về nè, anh chị em mình thấy cái rễ, cái đầu rễ nó ra nè. 16 ha. Thì như video hồi sáng á, thì nó chưa có tỉa xong, bây giờ đang tỉa ha, 16. Thì gia đình mình tham khảo cái giá ở dưới phần bình luận giùm em ha. Cái số 17. Cái số 17 này rất là to nha. Thì lúc đầu á, thì em thấy nó hơi đen đen ở chỗ này, nhưng mà không sao, em coi lại thì nhìn bà con mình thấy không. Đây nè. Đó thì cái cây này to lắm nha. Đó, to. To lắm, bóp không có hết đâu. Nếu mà như vậy bóp không hết đâu. Số 17, số 18. Cái lô này tuyệt vời ha bà con mình. Cỡ những cái cây như vậy thì nếu mà hết ra nó còn bự nữa. Nhưng mình làm mini mà. Em khống chế cái độ già đó thôi ha. 18, 19. Cây này tuyệt vời nha. 19. Thì kỳ rồi có ông anh ổng hỏi là Vũ ơi là lựa giùm anh khoảng 20 cây mà tực lắc giùm anh. Thì mình có gửi số cây này người ta không có chịu, mà thật ra là những cái cây này cây tực lắc nha bà con mình. Thì nhiều khi cái chuyện mà cái quan niệm cái cây và cái cách chơi cây của mỗi người mỗi khác, cho nên là nó khó nói lắm về cái giá cả, về cái tất cả luôn ha. Thì em nói thì mang tính chất tham khảo thôi nha bà con mình. Số 19, số 20. Thì cái giá em dựa vào tiêu chí. Thứ nhất là size lớn nhỏ. Thứ hai là độ già của cây hiện ngang nhau. Độ đẹp của cái cây ha. Và em bao ship nha. Cho nên là giá đó là có bao gồm phí ship. Số 21. To nha. Ví dụ như cây size nhỏ thì đương nhiên nó phải rẻ hơn cây size to rồi ha. Đó. Đây. 21. Những cái cây này mà nếu mà em chưa có giao lưu, em sẽ vô chậu, chậu có sẵn hết rồi. Mỗi video gì là thường thường là bán trung bình khoảng từ 2 đến 5 cây. Có khi gặp khách mua một người cũng 5 cây á bà con mình. Cho nên là chịu khó mình mua là mình lựa mình coi tìm cái cây vừa ý ha, chứ nói là Vũ ơi tìm cho anh cái cây đẹp thì em không có lựa được nha. Cây số 22. Đây. Mình đưa lên. Đưa lên gì cho dễ ta coi ha. Để đem những cái cây này lên trên đi. Từ số 22 tới lên. Đây 22 đây. Cứ từ từ ha. 23. Đưa lên để mình có cái phòng phía sau nè. Nhỏ nha, nhưng mà tuyệt vời lắm bà con mình. 24. Đây. 24. Tuyệt vời. Thực ra là cái giá em cố gắng em đánh giá giao lưu thôi, chứ nhiều khi mình nói mình bán rẻ thì số anh em mình ngán, anh em mình không có tin đâu. 25. 25. 26.
mấy cây phía sau thì nó còn nhỏ ha. 27 đây, 27 28 28 nè. Hai mươi chín đó thì nói chung là nó cũng tương tự, khác gì size lớn nhỏ xíu thôi đó, cho nên là có thể mình quay tới đây mình ngưng đó anh chị em mình, để mình coi coi mức độ mà nó ra nhiều hay không ha đó. Chứ để bây giờ mình lên mình bà con mình lựa hoài nó cũng như vậy à, để coi coi cái giá cả hay là độ phản ứng của anh em mình lựa sao ha. Chứ như vậy nó tùm lum nè, bà con mình phải tỉa lại nha, nó vô cây nè, vô cây đây tùm lum luôn, đang vô những cây đây tùm lum luôn, đây cái cây đang vô chậu nè bà con mình. Thì như vậy nó khó lựa lắm. Những cái cây mà em vô chậu á, nó cho nên là để tiện cho việc mà lựa thì như vậy ha. Cái này là dễ lựa nhất, còn em mà vô chậu rồi là khó lựa lắm mà anh chị em mình ha, vận chuyển cũng khó nữa, cho nên là như vậy thì mình đóng thùng đi 50.000 mới sao. Đó, địa chỉ của em là ấp Nhân Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ha. Cách cầu Hòa Nghĩa 2 km, cách cầu Gạch Miễu là 24-25 km. Bà con mình có đến nhà giao lưu thì anh chị em mình điện trước giùm em ha. Rồi mình xin gác máy rồi mình sẽ tải lên kênh YouTube hoặc là Facebook cho anh chị em mình lựa nha.